chào tất cả các bạn. Thì công việc buổi chiều của mình sẽ đi lùa bò ngoài kia, chuyển nó sang một cái đồng cỏ khác. Vậy thì tại sao lại phải làm như vậy, làm như thế nào, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nghe. Vậy thì căn cứ và diện tích của cái nông trại chúng ta có, chúng ta sẽ tính được ra là chúng ta nên nuôi bao nhiêu con bò. Ví dụ như cái farm này là 100 hecta thì chúng ta sẽ nuôi khoảng tầm 100 con bò thôi. Thì chúng ta sẽ chia nó ra thành nhiều đồng cỏ nhỏ. Khi mà nó ăn, ví dụ mình chia thành 6 đồng cỏ chẳng hạn, mình đánh số 1, 2, 4, 5, 6 thì nó ăn cái thứ nhất, ăn cái đồng cỏ thứ nhất hết. Mình chuyển nó sang đồng cỏ thứ hai và cắt cỏ cái đồng cỏ thứ nhất đi. Và cứ như vậy số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 cho đến khi số 6 thì mình vòng lại số 1, thì cái đồng cỏ số 1 ấy, cái cỏ nó đã cái cỏ non đã lên rồi thì con bò ấy tiếp tục ăn được. Đây là lý do mà mình phải dịch chuyển qua các cái đồng cỏ. Và cách dịch chuyển như thế nào? Thì mình sử dụng cái tractor ở đây, cái máy cày ở đây. Căn cứ vào việc là thỉnh thoảng mình sẽ lấy bánh mì cho tụi nó. Lấy bánh mì cho vào cái gầu này. Rồi mình cho chúng nó ăn thì chúng nó cứ đi theo cái tractor. Dần dần nó thành một cái thói quen cho bọn nó. Rồi thì mỗi lần bây giờ mình đi lùa chúng nó thì mình chỉ cần mở cổng giữa hai cái đồng cỏ, rồi là mình cứ đi cái xe này qua là nó tự qua thôi. Bây giờ thì mình sẽ cùng lên cái máy cày này để mình làm nha. Giới thiệu qua thì đây là nội thất bên trong. Mở rồi xuống nó mát. Máy này là có cả máy lạnh luôn nha. Đây, giới thiệu các bạn. Đây là 3 số ABC. Bên này nó có 1, 2, 3. Vậy là tàu mình có 9 số. Máy này có 9 số. Đây là phanh tay. Đây là cái bộ phận mà chuyển động lực để cho nó đằng sau này. Tùy vào mình sử dụng cái mục đích gì. Thì đây là cái máy xới đất. Mục đích của nó là để xới đất để cho nó tơi lên. Ngoài ra thì mình cũng có thể thay nó vào bằng cái máy cắt cỏ, cái hoặc là cái slasher, hoặc là nó nhiều, rất là nhiều, rất nhiều cái để làm. Thì clip sau mình sẽ giới thiệu về cách mà mình thay cái này, cái gầu đằng sau này bằng cái cắt cỏ. Còn hiện tại giờ nó đang là cái máy xới đất. Đây. Máy xới đất nha. Và bây giờ mình khởi động cái máy này lên. Nhớ chưa? Rồi bây giờ nếu mà chúng thấy chúng nó nghe tiếng máy cày chúng nó sẽ ra, mình gọi chúng nó xem. Đây nha, chúng nó hiểu là chúng nó sẽ được chuyển sang một cái đồng cỏ khác nên chúng nó ra cái chỗ cổng luôn.
giờ mình phải cài đặt cái cổng này cho nó, để nó đến lúc mà mình mở cái cổng này ra thì chúng nó sẽ sang thẳng bên kia luôn, rồi mình sẽ cài đặt chéo cái cổng này sang. Ok. Rồi mình sẽ chờ nốt mấy cái con bò con mà mình đã gắn cái thét màu hồng vào tai nó, con ngoài kia. Đó, con tèo. Ok, nếu mà nó đi đến đây rồi thì mình sẽ bắt đầu mở cổng. Cho nó tràn sang đây. Đây, setup đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở cổng nha. Hey, get back, buddy. Get back. Get back a bit. Oi. Come on. Đó, các bạn thấy không? Nó thích cỏ non. Công đoạn cuối cùng thì mình sẽ dùng cái xe code bike này ra kia để mình kiểm tra xem có những cái con thỉnh thoảng như có những cái con bò con nó ngủ quên ở ngoài cái đồng cỏ ấy, thì mình kiểm tra lại một lần nữa cho chắc. Sau đấy thì mình sẽ đóng cổng hai cái đồng cỏ lại, vậy là xong rồi. Rồi tiện này nói qua với các bạn luôn là mấy con bò nó có cái đặc tính là nó đi theo đàn. Nên nó sẽ có một con thủ lĩnh đầu đàn. Đây là cái đường cho nó đi này, là chúng nó chỉ đi theo cái đường này thôi. Không, cái đường này không phải do mình làm đâu. Chúng nó đi đấy. Chúng nó đi thành một cái đường ra đây. Chúng nó cứ men đây. Cái chỗ nào mà nó rất là dễ đi mà rất là an toàn thì chúng nó tạo thành một cái đường này. Mình không hiểu tại sao chúng nó lại biết để chúng nó đi theo cái đường này được. Dần dần nó thành một cái như thế này. Đây không phải do mình làm nha, hoàn toàn không phải. Tiện đây mình sẽ giới thiệu luôn với các bạn cách lái cái xe code bike này. Thì nó hơi khác xe máy một chút, thì bởi vì cái ga nó là mình ấn này. Ấn này thì là ga. Còn phanh ở đây. Ngày trước nó có thêm hai phanh ở đây, nhưng mà tháo ra đi cảm giác cho nó mạnh.
đèn số, số thì như cái ô tô, số lùi, R reverse, P là park, neutral, high và low. Thì mình ban đầu mình có thể mình để luôn là reverse cũng được, khởi động này, đổi số này, ga này. Công việc hàng ngày của người nông dân.